Đây có cái này. Mọi người thấy không? Nó vô mà nó bò lôi nhau vậy nè. Trời ơi. Quá trời quá đất luôn mọi người ơi. Bởi vì lâu lâu á, con đường này thì khoảng nửa tháng nay rồi. Nửa tháng này Phú không có đặt lại con đường này mọi người. Nay mình đặt lại thì nó quá trời quá đất luôn. Nha. Giờ Phú lấy bịch mồi ra rồi Phú sẽ bỏ vô. Cái vỏ của Phú rồi, nó xuống sắp đầy rồi nè. Để Phú bỏ mấy cái này vô cái đã. Nè. Hai vỏ của Phú là cua nó rất là đầy luôn, rất là nhiều luôn mọi người. Đó, bên đây cũng vậy nè. Thấy không? Cua rất là nhiều luôn nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày mới Phú xin chúc tất cả mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hôm nay Phú lại tiếp tục đi thăm những cái bẫy cua. Ngày hôm qua thì Phú đặt ở trong cái lô tràm nha mọi người. Chặt nay thì Phú đặt trong cái con suối nhỏ. Chứ mỗi khi thường thường thì Phú đặt ở trong những con suối lớn. Nhưng mà lâu lâu mình cũng đổi hướng, mình đặt cái con đường này rồi mình đặt con đường kia rồi. Một thời gian sau hoặc lâu lâu hoặc 5 ngày 10 ngày gì đó rồi Phú sẽ trở lại những con suối đó Phú đặt tiếp ha. Đây là cái con suối cặp theo cái ven đường đây nè mọi người. Ở đây sáng thì chim rừng thì nó kêu vang dội lắm. Rồi bây giờ để Phú đi tới đó rồi Phú sẽ quay lại cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Tới cái bẫy của Phú nè mọi người. Bây giờ Phú xuống Phú khui hàng cho mọi người xem nha. Phú đặt ở trong cái góc này đây. Cua bự không luôn mọi người. Để Phú đi lên bờ thôi. Ở đây là cua bự không ha, cua cành không. Rồi để Phú đổ cái này bỏ vô rồi Phú đi lên những cái kế tiếp trên kia nha mọi người. Sáng ra thì chim rừng hót líu lo. Ở cái đoạn dưới này Phú cũng có một cái nữa. Đây mọi người. Ở đây Phú có một cái nha. Ồ, nó vô quá trời luôn rồi. Quá trời rồi. Lâu lâu á, lâu lâu mình đặt lại con suối này á thì nó rất là ok luôn. Đó. Mình đặt cái bẫy của Phú á, đặt giấu được mọi người. Cho nên nó dễ hơn những cái 12 cái ngục. 12 cái ngục á thì nó vô cũng rất là nhiều, nó vô thập cẩm luôn. Nhưng mà là cái đường dài nó khó đặt lắm, đặt nó dễ bị mất bẫy lắm. Còn của Phú ấy, cái bẫy này là Phú làm cái kiểu này để mà mình giấu chỗ này chỗ kia được á. Rồi đây là những cái bẫy mới của Phú nha. Nãy giờ thì Phú cũng gần đầy một vỏ rồi mọi người. Giờ Phú bỏ cái này vô rồi Phú lên những cái kế tiếp trên kia nha. Ở đầu trên này thì Phú cũng có đặt thêm một cái trên đây nữa. Nhưng để coi nó nằm ở cái đoạn nào. Như khi hôm qua đi đặt mà thấy có mấy anh chạy tới chạy lui, mình cứ né né tránh tránh với anh không. Ê, đằng này né né tránh tránh với anh không rồi nên cũng sợ mất bẫy cho nên Phú cũng đặt cho thưa. Cho dù là mình đặt cái điểm mà thường thường cái điểm mà mình đặt ngay cái góc đó với cái mình phải chịch cái chỗ khác mình đặt đó mọi người, để mà trốn trốn những cái anh những anh tặc răng. Có phải nằm ở trong góc này không đây? Đúng rồi, nằm tuốt ở trong góc vậy nè. Đặt phải đặt kỹ gì á. Đó, tự nhiên đây nha mọi người. Rồi
để Phú bỏ nó vô trong đây cái đây. Đó. Ngon lành. Ở trong cái rừng này á, con rà rừng nó rất là nhiều luôn mọi người. Hôm qua Phú đi đặt mà Phú thấy nguyên một bầy rà rừng, nó khoảng mười mấy hai chục con, mà thấy toàn là gà lớn không à, chứ không phải gà nhỏ nhỏ đâu, không phải tính gà nhỏ nhỏ đâu. Một hai con gà trống, ba con gà trống vậy mà quá trời gà mái luôn. Nó mình đi mình đang động vậy cái nó quảng hồn nó bay lên á, chứ mỗi khi gặp người là nó lủi nó trốn, từ xa nó trốn. Ở trong cái chỗ này Phú đặt một cái, thường thường Phú đặt ở đây nó hay mất lắm, cho nên Phú đặt giấu tuốt trong góc này. Nó khó luôn mọi người, nó bò lớn nhỏn như kìa. Ý trời ơi, đặt ở ngoài trống á, cái này không có cỏ không có gì đậy ra luôn á mọi người. Nè, không có cái này, mình không có đậy cỏ không có gì chứ, tại vì mình núp ở trong cái bụi tre mọi người. Đó. Nè, đây là những cái bẫy mới của Phú không á. Rồi bây giờ Phú sẽ bỏ nó vô nha. Kế tiếp trên đây Phú cũng có đặt trong đây cái để xích tới cái Phú tìm nó coi. À, ở đây có đó mọi người. Ây da, ở đây có nè. Đây kìa. Quá trời luôn rồi. Mọi người thấy không, thật xa mà đi nó có con rắn mà nó con cua nó kẹt tơi bời hết trơn rồi. Nó vô con rắn nước mọi người, nó vô con rắn nước, con cua nó kẹp banh sát hết rồi. Rồi Phú đổ cái này vô rồi thôi, Phú đi lên trên những cái chi tiết trên kia nữa nha. Ở dưới đây có một cái nha mọi người. Dưới đây này Phú đặt kỹ, Phú đặt tuốt ở trong cái lỗ này luôn. Đặt người thì không có ai biết. Cái này đặt sâu được nha mọi người, nước chảy mà. Wow. Ý trời ơi, quá trời luôn mọi người, trúng mánh này. Rồi bây giờ Phú sẽ bỏ nó vô nha. Bây giờ Phú lấy bịch mồi ra, Phú để lên trên cái lồng của cái giỏ của Phú á, thì bây giờ nó đầy rồi. Bây giờ Phú sẽ lấy cái giỏ thứ hai, tại vì đây hai giỏ nè, mình lấy cái giỏ này ra mình bỏ qua cái giỏ bên đây nha. Bây giờ đầy một giỏ nha mọi người, chỉ mới được mấy cái thôi mà nó đầy cái giỏ rồi đó, mà nặng lắm. Bây giờ để Phú bỏ nó vô xong rồi mình đi lấy kế tiếp những cái kế tiếp bên kia nha. Đó, cái giỏ của Phú thầy đầy một giỏ này mọi người, còn một giỏ này giỏ mới, thì để Phú sẽ đi lấy tiếp cái đoạn này nữa nha mọi người. Ở đâu đây nè, để xuống đây đi, đâu đây Phú có đặt cái gì đâu đây mọi người. Có xe thì kệ có xe thì Phú vẫn lấy, tại vì Phú lặt rồi không sao, trừ khi không phải xe này của nữ không sao, chứ lúc mình đi đặt á, thì mình mới ngại thôi, còn đặt xong mình lấy thì tới chừng người ta phát hiện được thì mình đã lấy xong rồi. Cái này thì cũng quá trời luôn. Mấy cô kia chạy đi vô rẫy mà cổ không để ý tới mình. Không sao, trừ khi mấy anh trai tráng còn trẻ câu mà nữa, sợ mất bẫy thôi. Đó mọi người. Nhưng mà mình đặt cái suối này á, mình đặt được một lần thôi. Rồi lâu lâu mình đặt lại, chứ mình đặt liên tục nó phát hiện được là nó sẽ chôn mấy cái bẫy của mình á. Cái bẫy của mình thì làm mình không có bán ra nha mọi người. Phú thì chỉ đặt trên của Phú á,
thì Phú đặt bẫy rồi, Phú chỉ quay cho mọi người, chia sẻ cho mọi người xem để mang cái tính cái chất giải trí thôi, chứ Phú không có bán bẫy, và với lại Phú cũng không có bán cái chay dụ mồi nha mọi người. Phú chỉ chia sẻ để mang cái tính giải trí của Phú thôi nha. Nếu mọi người thấy vui hay thì Phú cho Phú xin một like để Phú có thêm động lực để em Phú có làm thêm những clip kế tiếp, cho ra nhiều clip nữa cho mọi người chia sẻ, mọi người cùng xem cùng thư giãn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi kế tiếp nha mọi người. Ở trên kia Phú có một cái mọi người. Thấm à. Coi vậy chứ mình giác hồi nó cũng nặng lắm mọi người. Được từng nhiêu đây, một giỏ này với mấy cái này rồi. Ở trong đây có thêm một cái nữa nè. Trong đây thì đặt kỹ lắm. Trong đây chủ quá trời luôn. Dạ. Quá trời luôn mọi người ạ. Cái nào nó cũng từng như đây. Mà những cái bẫy mới này, công nhận những cái bẫy mới Phú làm sau này đặt nó rất là hiệu quả luôn mọi người. Mấy con cua nhỏ thì cho nó ra hết, Phú chỉ lấy những con cua lớn thôi. Nếu mà lấy cua nhỏ không là chắc xách không hết là không nổi đâu. Rồi Phú bỏ cái này vô, Phú lên những cái kế tiếp bên kia nha. Phú nặng quá rồi, Phú giấu đằng kia một giỏ rồi. Để Phú đi lấy cái này xong rồi thế rồi Phú trở lại Phú lấy mọi người, chứ đem theo mệt lắm. Mình cũng sắp tới cái điểm mà Phú để xe. Ủa sao mà đi xa vậy? Ui cò bay thẳng cánh. Sắp tới đường lộ chính này mọi người, nhưng mà từ đường lộ Phú cũng quẹo về đây, con suối này nó cũng còn dài, rất là dài mọi người. Theo mình đặt cái, nếu mà cái đoạn này thì đặt cũng rất là ngon, nhưng mà thôi hôm qua thấy người đi qua lại quá trời. Ủa mấy cỏ trắng này đẹp quá. Đây nè, hoặc Phú đặt ở trong đây nè. Ý, con cò qua Phú đặt ở trong đây mà Phú đặt giữa này luôn. Đó, thấy có luôn rồi nè. Ui, trụ con cá nè. Trời ơi, quá trời ơi. Cái này là nhiều lắm luôn mọi người. Tại vì từ cái đoạn mình đặt rất là xa nha. Nãy giờ đi cái đường xa cho nên là cua nó nhiều. Còn mình đặt mà nó gần quá, mình đặt liên khúc quá, là nó ít, số lượng nó ít nha. Mà cua này nó tím, nó trắng, nó đẹp hơn những cua suối ở Phú đặt những cái clip kế tiếp cái được rồi á, là nó màu vàng hơn nha, nó phèn nhiều á, nước thì nó không bị phèn. Rồi mình bỏ vô đi lên cái những cái kế tiếp mọi người. Đầu trên này Phú đặt một cái trên gốc này nè mọi người. Cái gốc này thì nó rất là ok, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Cô đặt ở trong cái gốc này nè. Đây nè mọi người. Đó. Mọi người thấy không? Nó quá cái nó bò lôi nhôi đây nè. Đụng trong đây cho nó to còn cho nó. Xinh không? Quá trời mọi người ơi. Bữa nay cái con suối này Phú đặt lại, nó đường đi thì nó rất là dễ, nhưng mà nó cũng nó lại trúng mánh luôn nha mọi người. Rồi để Phú bỏ bịch mồi xong rồi Phú sẽ bỏ nó vô rồi Phú lên những cái kế tiếp trên kia nha. Qua cái đoạn dốc này nó có một cái
cái lỗ trống trống là Phú vô đây Phú đặt nó là cái trong cái điểm này nè mọi người. Trong cái điểm này ngày hôm qua Phú đi vô đây là cái điểm này, cái điểm cũ hồi đó Phú đặt đó. Phú gắn nhét nó sâu sâu nó vào đây nè. Đó, thấy không? Nó có nhóc cái chân nè mọi người. Vậy mà không thấy con ếch nào chứ nó ghê. Đường ngon quá nè. Được từng nhiêu đây mọi người. Được thêm mấy con cá trê nữa. Đó. Thấy không? Mọi người thấy ngon ngon không? Cua rất là sạch, rất là ngon luôn nha. Rồi mình đi lên những cái chi tiết trên kia. Ở đoạn này Phú cũng có đặt thêm một cái cho đây nè. Đi kìa, Phú đặt đường kia mọi người. Từ xa là mình đã thấy nó lôi nhoi kìa. Đó, nó ở trong cái này nè. Ê, hình như có con ếch không gì nó lặng lặng ở đây kìa. Không, con cua mọi người. Đã thấy con cua nó quậy quậy. Đây hơi chói nắng đó, thấy chưa, bữa nay là giàu luôn rồi mọi người ơi. Bữa nay là trúng mánh này rồi, bây giờ Phú bỏ nó vô cái nó gần đầy giỏ luôn. Phú còn mấy cái nữa mọi người ơi. Sao cái đoạn này nó đẹp quá đẹp mà mình không đặt đó, coi chừng nó sót. Ở trước này à, trước này có đặt cái nè mọi người. Đây nha. Trời ơi, nó còn quá trời luôn kìa. Đó. Quá trời mà cua gì đâu mà nó đẹp mà nó đều không luôn mọi người nè. Đó, thấy chưa, đã cua mà nó trắng kẻo mà nó rất là dễ thương luôn. Rồi để Phú bỏ vô, Phú lên trên kia nha. Công nhận mấy cái bẫy mới của Phú thì rất là ok luôn mọi người, đặt nó rất là đạt luôn nha. Rồi Phú bỏ vô cái đây. Nó đang đoạn này là Phú có cái nữa mọi người. Cái chỗ nào mà cái cỏ mà nó đẩy lại là cái lúc đó là cái bẫy cuối cùng của Phú, chắc có lẽ là đây á mọi người. Ây da, qua là Phú đặt tới cái đoạn này nha. Đúng, cái này là không phải là cái gì đâu, cái này là cái rễ của những cái cây kia nè. Phú đẩy lên thôi. Đâu rồi, gì đây, đây là Phú hết cái đường bẫy này nha mọi người. Bây giờ Phú bỏ nó vô trong cái giỏ này và xong Phú đem lại xe rồi Phú đi lấy những cái giỏ hồi sáng Phú giấu trên kia nữa. Đây là nó ra bớt rồi đó, nó cắn lủng cái lỗ nè, là nó ra bớt một phần nào đó mọi người. Rồi bây giờ Phú bỏ nó vô rồi Phú đi lấy cái kia nha mọi người.